Không, mấy con nghe thầy nói có đúng không mấy con? Bởi vì mình tu rồi thì mình như bao nhiêu người khác, không có khác lạ gì hết. Mà tu đâu có khó đâu, mấy con thấy thầy nói thanh thản là vô sự, mấy con biết mà. Người nào cũng có chứ đâu phải là cái đó lạ lùng lắm. Nếu mà thầy nói có cõi cực lạc ở đâu đó, mình tu mình sẽ chứng đạo, mình sẽ được lên cõi cực lạc, thì điều đó không biết có hay không, mơ hồ quá phải không? Nhưng mà thầy nói ngay trước mặt con thanh thản an lạc vô sự, thì trạng thái thanh thản, tâm thanh thản, thân thì an ổn, gọi là an lạc. Mấy con có làm gì đâu thì đó, bây giờ ngồi đây nghe thầy nói mấy con có làm gì đâu, thì do đó mấy con vô sự gì. Như vậy nhận xét được cái điều này rồi, tại sao chúng ta sống không được cái này? Sống không được cái này là vì cái duyên của chúng ta phải tiếp xúc, phải làm cái việc này, làm cái việc kia, cho nên đầu óc chúng ta phải suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia, cho nên chúng ta chưa sống được. Nhưng mà suy nghĩ điều này điều kia thì nó có ở trong sự suy nghĩ đó, có thiện có ác đó. Ác nó làm cho mình phiền não đau khổ, thiện nó làm cho mình hân hoan vui vẻ chứ gì. Thì mình cứ luôn luôn mình sống trong thiện hân hoan vui vẻ cho ai hiểu mình. Mình sống trong ác pháp lên chi, cho nên cuối cùng thiện thì mình cũng được an ổn. Và như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng vui vẻ an ổn, tới ngày nào chết thì mình cũng vẫn thấy thanh thản lại vô sự. Tại vì mình có giận có hờn có phiền não đâu. Ta còn thấy tu theo Phật dễ quá, đâu có thắp hương lại Phật để cầu cúng bằng cách này bằng cách khác, đâu có lại Phật để cầu an cầu siêu cái điều gì đâu. Chết thì có linh hồn đi tới sanh đâu, mọi người đều tiếp tục theo nhân quả mà sanh diệt. Thầy nói như vậy mấy con biết. Các con ngồi trước mặt này từ lâu các con cứ nghĩ rằng một người sẽ sanh ra một người, cái đó là có đúng không? Đó là thuyết linh hồn ấy. Bởi vì trong một người này thì có một cái linh hồn, thì cái linh hồn đó mình chết thì cái linh hồn còn sống mà nó liên tục đầu thai hoài không? Hoặc là nó là con mèo, hoặc là nó là con gà, hoặc là nó là con cá con rồi, thì cái linh hồn đó nó phải nó hai cái thân nó bằng con cá chứ thật không phải. Mình tái sanh luân hồi trong cái nhân quả, mình nhân quả sanh mình ra cho nên vì vậy mà cái nhân quả đó nó không phải sanh một người. Từng cái nhân thì nó phải có cái quả, mà cái quả thì nó có tổng nhân. Thầy ví dụ cho mấy con thấy như cái ớt thì nó phải có nhiều hộp ớt trong đó chứ. Một cái trái ớt là cái quả gì? Tức là thầy muốn nói một cái quả đau khổ của chúng ta thì nó phải có những cái hạt của nó ở trong đó. Thì bắt đầu bây giờ trong cái thân của chúng ta này, ăn thịt ăn cá giết hại chúng sanh, bây giờ cái thân chúng ta đau nhức rên la lăn lộn, thì cái quả là rên la lăn lộn như vậy. Nhưng mà không ngờ trong cái quả đó nó có những cái hạt như là những hạt ớt, thì các con thấy hạt ớt nó khan, do đó là cái quả. Thì từ cái hạt đó, tức là cái hành động lăn lộn trên giường trên bệnh của mấy con, mấy con rên la mấy con đau khổ đó, thì cái từ trường đó phóng ra tương ưng với sự đau khổ đó, với sự đau khổ mà các con đã ăn, từng ăn thịt con gà con heo con cá con tôm, thì nó tương ưng với sự đau khổ của loài vật đó. Tại vì hồi đó mấy con cắt cổ mấy con đập đầu nó mới đau chứ sao, nó cũng lăn lộn. Bây giờ mấy con cũng lăn lộn đau khổ thì từ trường đó sẽ phóng ra, phóng ra thì nó tương ưng với sự đau khổ của loài vật khác, nó sẽ sanh làm con gà con cá con tôm. Các con còn sống nhăn à, chưa chết mà nó đã sanh ra những con vật đó rồi, các con lại tiếp tục cắt cổ đập đầu nó nữa ăn nữa, thì mấy con sẽ bệnh đau. Rồi từ bệnh đau đó nó phóng ra, nó thành ra con cá con gà. Do ai mà mấy con ăn quá ăn lại như vậy? Nhân quả. Thì một hạt ớt, cây ớt nó chưa chết mà nó ra trái, rồi những hạt ớt đó lên thành những cây con, cây con ra những trái ớt khác nữa. Các con thấy nhân quả trùng trùng duyên khởi mà. Đã Đức Phật đến, nhân quả thì trùng trùng duyên khởi chứ, nó duyên sanh chứ, nó đâu có dừng lại một sanh một cái cây ớt đâu. Một cây ớt đâu sanh một cây ớt, một cây ớt nó sanh vô lượng cây ớt, trùng trùng duyên. Một hành động ác của chúng ta làm thì nó cũng trùng trùng duyên sanh duyên khởi chứ, nó cũng sanh đâu biết bao nhiêu. Các con hiểu, đâu phải đợi mình chết nữa. Có phải không mấy con thấy nhân quả của thảo mộc thì nhân quả con người đâu khác. Cho nên trong khi hiểu nhân quả rồi thì chúng ta sống thiện thì thân chúng ta không đau bệnh, không gặp tai nạn, không có gì hết, thì làm sao có những từ trường ác đi sanh? Tại vì mình đã làm đau khổ tất cả những loài chúng sanh, mình chửi lộn người ta thì cái từ trường ác nó ra, sự tức quá thì cái cơn sân mà tức giận của mấy con nó sẽ phóng xuất ra, nó có cái từ trường tương ưng với những cái cơn sân kia, nó sẽ sanh ra làm con người quá sân. Có phải không? Mình đang ở đây trong cái cơn sân của mình mà mình được sanh làm con người thì không biết cái cơn sân của một người nào đó mà tương ưng bây giờ sanh mình ra. Các con này, chứ không phải cha mẹ mình sanh mình ra đâu. Cha mẹ mình sinh ra là hợp, cái duyên hợp để cho có cái thân mình, có cha có mẹ hợp duyên nhau,
để tạo cho năm cái vững này nó đúng cái duyên để họp ra con người của mình, chớ cái về tinh thần của nó, về tinh thần là sân giận hờn tức giận đó, về cái vô hình đó đó nó tương ưng, cho nên nó hợp duyên nó mới sanh mình ra con người mình bây giờ tức giận, giận là ai nói gì cũng dễ giận đó. Mấy con thấy chưa, con thấy cái luật quy luật của nhân quả rồi. Cho nên một phần về cái thân xác của chúng ta là do cha mẹ, còn về tinh thần các con thấy tinh thần nè, thì về cái cảm thọ nè các con có cảm nhận được, nhưng mà các con thấy hình dáng nó không, đâu có thấy hình dáng được cái cảm thọ nữa. Tôi đau cái tay đây chứ có người kia thấy được cái tay tôi đau đâu, tôi đau tôi biết chứ, cái cảm thọ nó vô hình. Còn cái hiểu biết này, cái biết ở trong đầu của mấy con, mấy con biết mà nó có hình dáng gì không, nó đâu có hình dáng đâu, nhưng mà nó có chứ, nếu mà không có thì mấy con thành gọc cây đi chứ đâu còn biết, không phải đúng không? Cho nên có cái biết, không? Có cái cảm thọ và có cái hành, có cái hành như cái bây giờ thân mấy con đi này, hơi thở hít thở này, đó là cái thân của mấy con. Còn cái hành của tâm mấy con, bây giờ mấy con ngồi im lặng này, bây giờ nó khởi ra một cái niệm, đó là nó khởi ra, nó có hành nó mới khởi niệm chứ nó không hành là nó khởi niệm đó. Phải không? Nó có hành của cái vô hình của nó đó, cho nên cái hành nó không có, nó không có hình tướng của cái tâm, mà cái hành của cái thân thì chúng ta thấy có rõ ràng là chúng ta bước đi, tay chân chúng ta động đậy, có phải không? Hơi thở chúng ta hít thở, đó là cái hành của thân. Còn cái hành của tâm mấy con đâu có thấy, ngồi để im lặng bỗng dưng nó hành cái có cái niệm rồi, nếu không hành làm sao nó loại cái niệm nó ra, các con thấy. Rồi còn về cái phần biết nữa, cái phần biết nữa các con thấy, bây giờ mình nằm ngủ, lẽ ra ngủ thì im lặng sao lại chiêm bao, rồi lại thấy biết nghe nói chuyện rồi ở trong đó, như vậy còn có cái biết khác nữa, nó đâu phải là cái biết của ý thức cơ con, mà cái biết của tưởng thức, các con thấy chưa? Cho nên trong những cái vô hình của cái thân của chúng ta, Đức Phật gồm cho chúng ta biết là năm uẩn, nó có năm cái duyên để hợp lại mới thành cái thân của chúng ta. Cho nên cái phần mà sắc thân của chúng ta là cái phần của cha mẹ kết hợp, có cha mẹ mới sanh mình ra, là cái thân cái sắc uẩn của chúng ta, cái thân của chúng ta. Cho nên cái thân tứ đại này là do cha mẹ, máu xương của cha mẹ kết hợp lại thành con người của mình. Còn về phần tinh thần nó còn thấy nó có phải của cha mẹ mình làm ra đâu, các con thấy nó tương ưng với cha mẹ mình chứ nó đâu có chứ không mà nó có được. Cho nên nó tương ưng qua một cái cơn sân, qua một cái sự đau khổ, qua một cái sự phiền não buồn rầu lo lắng, đó là vô hình không à. Cho nên nó năm cái, nó ở trong thân chúng ta có năm vững, nhưng nó có bốn cái vô hình đấy không, bốn cái vô hình. Sắc vẫn là cái thân tứ đại, hành các con thấy nó phần nhiều, nó vô hình, trong cái vô hình mà nó hiện ra cái tướng của chúng ta, cái sắc của chúng ta, thì chúng ta thấy đưa tay đi chân bước đi nói nín, thì tất cả những cái đó là cái hành của thân sắc quần. Còn cái hành của tâm của chúng ta thì các con thấy rồi, sắc này rồi thọ này, cái cảm nhận mà đau đớn trong thân của chúng ta, cái cảm nhận đó thì nó cũng vô hình, đó là một cái vô hình. Sắc thọ này, tưởng là chiêm bao của mấy con, nó cũng vô hình. Thức dậy mấy con đâu có thấy cảnh giới đó, nó là vô hình. Hành là cái hoạt động của tâm thì mấy con không thấy, mà các con nhận được. Chứ bây giờ mình ngồi im lặng này, ai có thấy được trong đầu chúng ta khởi ra một cái niệm, nó có hành nó mới khởi niệm ra. Cho nên đó là cái hành của tâm. Rồi thức là cái biết của mấy con. Cho nên mấy con thấy nó có năm cái duyên, năm cái phần để hợp lại thành một con người, thấy không? Cho nên khi mà thành nó hợp lại thành con người ấy, thì chúng ta thường thường chúng ta tạo ra cái nghiệp của chúng ta là cái nơi cái miệng của mình, nơi cái ý của mình, nơi suy nghĩ. À, thầy suy nghĩ, bây giờ phải giết cái thằng đó đi, phải tìm cái cách nào làm sao hại cái thằng đó hung dữ, thằng đó nó tham lam, nó ác độc, mình sẽ giết. Khi mình nghĩ mình giết người ta là mình đã nghĩ ác, và cái ý nó có ác rồi. Rồi bây giờ mình suy nghĩ thằng này bữa nào chửi nó một bữa mới đã, do đó đó mình mở miệng ra mình chửi nó thì cái miệng mình ác đặt, thấy không? Các con hiểu không? Đó là cái miệng nói ác. Rồi bữa nào đón đường nó đánh nó một bữa, đem cây tầm dâm người cây đập cho nó một bữa, đập nó gần thất ngư hoặc nó chết, mai mốt nó chết rồi thì mình đi ở tù. Các con thấy nhân đi quả mà. Cho nên vì vậy mấy con thấy từ hành động mình làm đau khổ người khác, miệng mình nói làm đau khổ người khác, ý mình suy nghĩ làm hại người khác đều là ác pháp. Các con thấy rõ ràng. Cho nên từ ở trong cái sự tư duy đó thì mình biết rõ ràng là con đường đi chỉ như vậy. Vậy vì vậy những cái phần đó nó sẽ trở thành cái từ trường thiện hoặc ác, mà nó tiếp tục tái sinh luân hồi trong khi mấy con còn sống, mà biết bao nhiêu loài vật, biết bao nhiêu con người khác đã sinh ra không, chứ đâu phải đợi mấy con mới sinh ra đâu.
À, cho nên vì vậy mà hôm nay thầy về đây nói về nhân quả, nói về phương pháp tu, giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, bảo đảm mấy con là sẽ được giải thoát. Khi mấy con giữ được tâm thanh thản, an lạc vô sự là như thế nào mấy con thấy không? Nó có tương ưng giống với ai đâu. Nó thanh thản, an lạc vô sự, nó có tham sân si, nó có phiền não nữa mà. Mà nó không phiền não, nó không tham sân si thì nó không giống ai, thì nó sẽ làm sao? Nó làm sao con là con người ta được? Người ta đâu có sanh nó được, nó phải tương ưng, nó giống nhau mới làm con ta được. Mấy con còn tức giận thì nó tương ưng với người tức giận, tương ưng cái sự tức giận đó bằng nhau nó mới làm con người ta được. Mấy con giận hơn thì nó đi tìm cái từ trường mà giận dữ đó, nó đi tìm cái người giận dữ. Mấy con giận ít thì nó đi tìm cái người giận ít mà nó tương ưng, mà nó sanh ra là con người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mấy con còn sống mà mấy con tưởng là mấy con đã chết rồi nó mới sanh, đầu nó liên tục nó sanh đó. Cho nên mấy con thấy nếu mà người ta không kế hoạch quá gia đình thì trên cái mảnh đất đất nước Việt Nam chúng ta không có đất mà ở đâu, nó đầy hết rồi. Sau khi hòa bình rồi mấy con sẽ thấy rồi, nó đầy ngập, mà nó đầy ngập rồi đấy, nó dịch theo là nó dịch người ta, nó chết cũng đáng lên trời đất chứ nó không thể nào nó sống được. Bởi vì cái nhân quả mà mình làm ác thì nó phải sanh ra mấy cái thằng ác này, mấy thằng ác này thì nó sẽ bị diệt đi. Các con hiểu chưa? Mà nó diệt thì nó phải chết hết. À, cho nên nếu mà không có kế hoạch quá gia đình thì chúng ta cũng phải bị chết, chết dịch người, chứ đâu phải dịch gia cầm không đâu. Tại vì mấy con ăn thịt gà, thịt dịch thì nó phải chết gia cầm. Mấy con quán, mấy con sợ, mấy con mới phòng vệ, mấy con bảo vệ, mới giết gà giết vịt hết, không có cho làm cho cái kinh tế của đất nước mà nuôi gà vịt heo dê đó họ sẽ bị kiệt quệ. Chứ dám nuôi sao? Nuôi ăn vô rồi chết hết làm sao? Bây giờ mấy con nghe dịch gia cầm, mấy con dám mua gà ăn sao? Cho nên vì vậy người ta bán ế hết, thành ra cuối cùng cái kinh tế đó sẽ bị kiệt quệ. Các con thấy không? Tại vì cái nhân quả của chúng ta là không thể, cho nên chúng ta bị. À, mấy con thấy chưa? Cho nên vì vậy trong cái cuộc đời mà chúng ta theo được Phật pháp, chúng ta tu, chúng ta sẽ sống bằng thiện pháp. Từ lâu đến giờ mấy con đã thọ tam quy ngũ giới là gì? Trời ơi, giữ tam quy ngũ giới mà nay 10 năm, 20 năm rồi mà ăn chay chưa được. Như vậy là mấy con có giữ gìn giới thứ nhất không? Đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống. Tại sao bây giờ giữ giới để chơi? Nói à, bây giờ tôi thọ ngũ giới rồi mà nay 10 năm, 20 năm tôi vẫn còn ăn thịt chúng sanh được. Thì như vậy là mình có tu tập tâm từ bi chưa? Chưa. Chưa có lòng thương yêu thì làm sao mình không ăn thịt chúng sanh được? Mục đích của đạo Phật không có nghĩa là cấm chúng ta sát sanh như pháp luật bắt buộc chúng ta, mà làm chúng ta phải hiểu và chúng ta phải thực hiện lòng thương yêu. Lòng thương yêu ấy gọi là đức hiếu sinh, lòng thương sự sống của muôn loài. Khi chúng ta thương yêu, làm sao chúng ta gấp miếng thịt mà bỏ vào miệng mà nhai nuốt được mấy con? Chúng ta chưa thương yêu cho nên chúng ta còn ăn được, chúng ta còn nhai nuốt được. Chứ còn khi mà thương yêu rồi thì cái miếng đồ chay mà làm giống miếng thịt người ta cũng không ăn đâu mấy con. Vì cái hình ảnh đau khổ của chúng sanh làm sao chúng ta nuốt được? Mặc dù miếng đồ ăn đó là miếng đậu hũ nhưng không ăn. Có hiểu không? Cho nên những chùa, những nơi mà làm đồ chay mà hình dáng gà, thịt gà, hình dáng tôm, hình dáng thịt heo, hình dáng đùi gà, chắc chắn không bao giờ mà người tu chân chánh của đạo nhai nuốt được. Không bao giờ. Đức Phật nói như thế nào? Ăn không thấy. Thấy ở trên cái dĩa đồ ăn mình ai cũng nói đồ chay, mà tôi thấy hoàn toàn là đùi gà không, hoàn toàn là cái thịt heo không, thôi tôi nghĩ đồ chay gì mà như vậy, chắc bây giờ thôi tôi ăn với nước tương với muối thôi chứ tôi xin không ăn, không ăn cái thực phẩm đó đâu. Còn lại mấy con, bởi vì lòng từ của chúng tôi mà tôi thấy như vậy, tôi làm sao tôi ăn tôi nuốt được? Cái hình ảnh một miếng thịt heo, một miếng thịt bò, một miếng thịt gà, một khứa cá, làm sao tôi gấp tôi nhai tôi nuốt được? Tôi giả dời cái sự thật trong tâm tôi ăn như thế này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ ăn chay, tôi làm Phật, tôi sẽ ăn chay, tôi tu hành. Nhưng mà cái hình ảnh mà tôi ăn được cái miếng cá bằng đậu hũ, tôi ăn được cái đùi gà bằng cái đậu hũ bằng đậu nành gì đó người ta làm giống như đùi gà, thì nhất định tôi không ăn được. Mà tôi ăn được tức là tôi còn thèm. Tôi giả ra để tôi tránh, tôi không ăn thịt, nhưng mà sự thật tôi còn nhìn thấy mà tôi còn nhai nuốt được, tức là lòng tôi chưa có sự thương yêu.
lòng tôi thật sự thương yêu, chắc chắn tôi không bao giờ nhai nuốt cái thứ này. Đó, ăn không thấy, ăn không nghe. Mặc dù là trong đồ ăn, người ta làm ở trong đó, người ta bầm nát hết. Người ta nói trong này tôi có lấy mỡ heo, tôi chiên đó, tôi xào đó. Thôi nói mỡ heo thôi, tôi không rớ đâu. Vì nếu mà con heo không chết thì làm sao ai lấy mỡ? Nó phải chết người ta mới ép nó, người ta mới thắng nó mới ra mỡ. Bây giờ đem mà chiên cái thực phẩm này, mặc dù là chiên đậu hũ, tôi không ăn đâu. Tại vì trước khi con heo chết, người ta phải đâm cổ nó nè, lấy máu nè, lóc nó ra từng miếng thịt, nó kêu la cho đến khi nó chết thôi. Nhưng mà nỡ nào mà chúng ta nghe nói trong đó có mỡ heo mà chúng ta ăn được. Đây thầy có một lần thầy nghe người ta nói kem đánh răng, kem trà răng, người ta làm mỡ heo ở trong đó đó. Ủa chú cha, thở giờ ai biết được cái điều này, sao lại có người nói vậy? Nói không tin nữa, đi xuống cái chỗ mà người ta làm kem đánh răng, người ta làm mỡ heo thẳng. Thôi từ đây về sau tôi lấy muối tôi xúc miệng, chứ tôi không có lấy muối kem ăn đâu, muối kem xúc miệng đâu. Cho nên mấy con thấy trong tất cả những cái điều kiện mà người ta nói thì chúng ta lắng nghe thì đau khổ của chúng ta. Cho nên trong khi đó mấy con nghe người ta nói về cái người mà lấy yến, con yến nó khạc nước miếng nó ra, nó ói nước miếng nó ra để nó làm ổ cho con nó, đặng con nó nằm trên đó mà lớn lên mà sống. Thậm chí như ăn cái cách đó, con khi con nó sẽ bị rỉa cho nó ăn mà nó sống nó lớn lên. Chúng ta nói bổ quá gì gỡ hết, nghe là con chim yến vừa làm cái ổ chưa đẻ thì chúng ta đã gỡ lấy rồi, về chúng ta đã bổ uống cho bổ. Thì con chim yến nó bây giờ nó sắp đẻ, làm sao bây giờ nó ói ra từng máu nó mới còn. Thành ra cái ổ yến mà đỏ đỏ đó, mà nó cái chất này còn bổ nữa. Trời ơi, nghe đến con nó đẻ con nó ra mà nó không có cái chất để nuôi con, khổ nó nuôi con. Thầy nói nghe đến đó, thầy không làm sao mà những cái hộp yến, làm sao mà những cái chất yến mà người ta nói để cho bổ dưỡng thầy, để cho thầy sống lâu, chắc thầy thôi thà thầy chết hơn là thầy sống mà để ăn những cái ổ yến đó. Thật sự lòng thương yêu của thầy không nỡ nữa. Con chim yến nó khạc tới máu nó để mà nó nuôi con, mà mình nỡ lòng nào mà ăn nó. Còn mấy con nghe sữa bò không? Người ta nuôi con bò mà người ta dùng mái, người ta ép để mà ta dắt sữa. Con bò nó đau quá, con bò mẹ đó, nó đau quá, nó quỳ xuống. Mà khi nó sanh con nó ra, người ta đâu có cho nó nuôi con nó đâu, để lấy sữa. Con nó bỏ ra, người ta nuôi cách khác để người ta làm thịt. Cho nên mẹ con không được gần nhau. Các con có thấy con bò mẹ miếng con bò bê không? Mẹ con thương nó lắm, sinh ra mà bị người ta cắt đi, rồi mình chỉ còn làm cái mái để lấy sữa. Thầy nghe nói đến đó thôi thầy từ giả không dám lấy sữa, sữa bổ gì thầy cũng nói. Thầy nói thật sự đúng không? Thầy đã nghe điều đó, mà cái điều đó thì ở trong các vở chăn nuôi của nước Mỹ người ta đã làm những máy móc đó. Ghê lắm, khổ lắm, đừng tham bổ. Thầy chỉ sống làm sao có tình thương yêu sự sống của nhân loại. Cho nên thôi thì từ giả sửa bơ không dám nữa mấy con. Cho nên ở đây sự thật, khi mà mình chưa nghe thấy mà đã nghe thì thôi không dám, mà thấy thì không dám. Mà đã nghe được những đệ tử của thầy viết những cái bài nói về nhân quả, họ viết những cái bài mà chăn nuôi, thầy nó xót xa vô cùng. Thôi từ giả không dám uống sữa nữa. Thì bây giờ uống sữa gì mấy con biết không? Sữa thảo mộc, bằng đậu, đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng gì mình có thể mình xay ra, mình hoặc là cơm nguội, cơm thiêu mình phơi khô đi, mình xay ra rồi mình đổ nước sôi vô thì nó cũng thành sữa, mình cũng uống được chứ đâu cần gì mà phải sữa bò, đúng không? Phải không? Cho nên vì vậy mà trong cuộc đời tu của đạo Phật, một người ăn không thấy, không nghe, không nghi, ăn mà thấy nghe nghi, người ta nói đến cái sự đau khổ của chúng sanh thì nhất định là không ăn. Như vậy mới là người đệ tử của đạo Phật, mới là đạo từ bi chứ, mấy con hiểu. Cho nên trong những cái lớp học mà chánh kiến, thầy cho tất cả tu sinh làm bài. Người ở nước này, người ở nước kia, người ta làm bài là vì người ta đã trực tiếp, người ta thấy được cái sự mà nuôi súc vật để làm thực phẩm, để lấy sữa, để làm những cái chất bổ cho chúng ta ăn. Bao nhiêu sự tội lỗi mà con người đã gây nên. Cho nên thế giới này không an là phải, không bình an là phải. Nay chỗ này lũ lụt, mai chỗ kia lũ lụt, mai chỗ nọ đầm đất, bữa kia chỗ nọ sóng thần, lôi mà dập nó cứ xuống như đáy biển hết cho rồi. Ba cái thứ ác ôn này để làm gì? Có phải mấy con? Thầy nói thật sự mình ác là mình phải chịu chết thôi. Còn mình làm thiện, làm sao mà có những điều đó?
Cho nên thầy ước ao là những người đệ tử ngồi đang ngồi trước mặt phải sống thiện, sống đem lại sự bình an cho mình, cho muôn vật, cho những loài thảo mộc. Nếu trong hành tinh chúng ta không có cỏ cây, không có màu xanh của cỏ cây, chúng ta sẽ khô cằn cõi già, chúng ta không sống được cái giây nào. Cho nên chúng ta thương cả cây cỏ, ăn phải tiết kiệm, đừng phí bỏ, vừa thải rồi đem cải trao đổ trong thùng rác, đau xót lắm đấy con. Còn một chút chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta ăn, đừng có làm đồ ăn nhiều, vừa đủ thôi. Chúng ta ăn cơm nó đầy đủ chất bổ, đồ ăn chỉ là phụ thôi mấy con. Nhiều khi mấy con làm nhiều quá để cho nó ăn cho nó ngon, cho đầy bộ đầy, nhưng thừa rồi bỏ. Mà ráng ăn thì sẽ đau bao tử, nó khổ nổi. Bỏ thì phí uổng, mà ăn thì bệnh, làm sao đấy con. Cho nên thà là mấy con làm thiếu, đồ ăn thiếu mà cứ cơm cho nhiều đi thì không sao hết. Mà cơm lỡ mà có thừa, mấy con đem phơi khô đi rang làm sữa, sữa gạo, có gì đâu, chúng ta sẽ uống bổ lắm chứ không sao. Đói bụng mà làm một ly sữa cơm nguội thôi cũng đủ khỏe rồi, mấy con đâu có gì, đâu có bỏ đâu. Còn những rau cả làm sao chúng ta để lại được, nó sẽ hư, già nó hư, nó úa, thì cái sự sống của nó đã chết. Bây giờ chúng ta lại phí sự sống sao? Cho nên tại sao mấy con thấy rót ly nước thầy không cho mấy con uống, sức của thầy uống ít mà thầy uống còn thừa lại đem đổ phí đó. Nước là sự sống, mà thương yêu sự sống thì phải thương yêu nước. Mấy con có thấy những chiếc sa mạc không, họ tìm ra một giọt nước gì khó lắm. Cho nên chúng ta đừng phí nước đức, chúng ta ở những nơi nước đầy đủ, đó là phước báo của chúng ta. Những nơi không có nước khổ. Cho nên chúng ta phải biết từng thương yêu sự sống trong không khí chúng ta. Nếu chúng ta làm cho nó ô nhiễm là chúng ta đã không đạo đức rồi, chúng ta đã làm khổ mình khổ người rồi. Cho nên một nắm rác, một cái bọc, một cái miếng giấy, mấy con hãy bỏ vào thùng rác. Loại nào có thể sử dụng tiêu được, loại nào chưa sử dụng tiêu được, dùng cái mà làm cho nó tiêu. Đừng có nắm bừa bãi quăng tứ tung, làm cho nó mục nát trở thành trong không khí chúng ta. Chúng ta tự vô đạo đức của chúng ta làm chúng ta đau khổ. Cho nên về môi trường không khí thì chúng ta phải giữ gìn trong sạch. Thầy dạy đạo đức như vậy, mấy con có thấy đem lại sự lợi ích cho chúng ta? Bởi vì mình muốn biến cái cuộc sống trên hành tinh này là cực lạc thiên đàng, thì đạo đức nhân bản nhân quả phải làm, phải sống. Đừng đi cầu một quả cực lạc thiên đàng ở đâu, không bao giờ có mấy con. Đó là ảo tưởng. Tôn giáo xây dựng vì tưởng của họ sống, họ tưởng là có cõi cực lạc, có thiên đàng. Sự thật không bao giờ có những cõi đó, không bao giờ có một linh hồn đi về cõi đó. Thầy xác định cho mấy con biết, một người tu hành với thầy không bao giờ nói lắm. Thấy nói đúng tội thật. Ngày xưa Đức Phật nói ba la cõi đời là cõi tưởng, không có một cõi đó đâu. Thế mà ngày hôm nay lại có Phật giáo nói có cực lạc thiên đàng, nói có cõi trời này cõi trời khác, điều đó là không đúng là Phật giáo, mâu thuẫn lại lời Phật dạy không đúng. Hôm nay thầy xác định không có cõi cực lạc thiên đàng, mà phải xây dựng cõi cực lạc thiên đàng nơi cuộc sống trên hành tinh sống của chúng ta. Chúng ta sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người là nơi đó là cực lạc thiên đàng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi, tự thắp đuốc lên là làm cho cõi sống của chúng ta là cực lạc thiên đàng. Có phải đúng không mấy con? Đừng có mơ tưởng một cái cõi nơi đâu, không bao giờ có đâu mấy con. Phải sáng suốt, phải minh mẫn, phải đem hết khả năng của mình xây dựng cho trên hành tinh sống này trở thành cực lạc thiên đàng. Đừng đem nó trở thành địa ngục mấy con, đem nó trở thành địa ngục khổ đau lắm mấy con. Hôm nay chúng ta là những con người đã đem cuộc sống của chúng ta trên hành tinh này thành địa ngục mấy con, chứ chưa phải là thiên đàng. Hở ra một chút là đánh lộn, hở ra một chút là ăn thua đủ, như vậy là cực lạc chỗ nào? Đó là địa ngục mấy con. Hàng ngày biết bao nhiêu các con ra chợ, biết bao nhiêu thịt chúng sanh mà người ta bài bán. Hàng ngày biết bao nhiêu tiếng rên la của loài chúng sanh không? Các con thấy, các con có nghe tiếng kêu la của loài chúng sanh không? Bò, heo, gà, vịt, cá, tôm, biết bao nhiêu sự đau khổ của loài chúng sanh không? Tại sao chúng ta biến cõi sống trong thế gian của chúng ta thành ra địa ngục như vậy mấy con? Có chết có chóc thì có đầy địa ngục chứ sao? Các con thấy thầy nói hàng ngày, tức là không giờ phút nào mà trên hành tinh chúng ta vắng bóng sự chết chóc, sự đau khổ.
Vậy mà chúng ta muốn bình an, muốn hạnh phúc, làm sao có bình an hạnh phúc được khi chúng ta còn nở tâm nhai nuốt một miếng thịt trong miệng, nhai nuốt một thịt, một miếng cá, một miếng tôm trong miệng chúng ta, đành lòng nào mà nhai nuốt nữa con? Chúng ta sợ đau sợ khổ, tại sao chúng ta không nghĩ cái đau khổ của loài vật này? Là một con người có trí óc, có sự tư duy, có sự suy nghĩ, sợ đau sợ khổ thì phải thương sự đau sự khổ của loài vật đó. Muốn được vậy thì chúng ta phải thực hiện tu tập tâm từ, thực hiện nhắc tâm mình hàng ngày phải gửi sự thương yêu tất cả những người khác, những loài vật. Chừng đó chúng ta mới đem sự thanh bình, sự yên vui cho loài người, không những riêng cho mình nơi với nhau của mình, mà tất cả những người trên thế giới. Tu như cái Phật giáo là tu như vậy, chứ đâu phải đến chùa để cầu cúng, cầu an, cầu siêu, để cho mà siêu, để mà an, an được sao? 2700 năm nay người ta truyền thừa điều đó, mấy con có thấy chúng ta bình an không? Có thấy thế giới hòa bình không? Hay là ngày nào cũng có chiến tranh? Hàng ngày trong chùa cũng bái tụng niệm cầu cho thế giới hòa bình, ngồi đây mà gõ mõ cầu hòa bình, trong khi tất cả những tư tưởng, những hành động chúng ta đều làm ác, thì hòa bình có không? Hay là chúng ta phải sống biết thương với nhau? Hai con thấy cái nào đúng, cái nào sai? Lời thầy nói đúng hay hoặc là những kinh sách đó đúng? Kinh sách gì mà dạy cho chúng ta dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng, chỉ tụng mấy hàng thôi, làm bao nhiêu tội cũng đều tiêu tan hết? Điều đó có không mấy con? Không bao giờ có. Ăn trộm thì bị bắt ở tù, không thể nào ăn trộm mà không bị ở tù. Điều đó là điều công lý, điều đó là điều đạo đức. Cho nên hôm nay đạo Phật, mà hôm nay thì về thăm mấy con, thầy nói để mấy con hiểu đạo Phật là đạo như thật, là sống như thật, là hiểu như thật, không làm khổ mình khổ người, đấy mới gọi là đạo Phật. Tu như vậy là có nghĩa sửa lại những điều mà mình từ lâu mình chưa hiểu biết, mình sửa lại những điều mình làm ác, sửa lại những điều mình làm sai, gọi là tu sửa. Chứ không phải tu sửa vào trong chùa ngồi gõ mõ tụng kinh ê a, hoặc ngồi thiền liên duyên như con cóc. Điều đó không ích lợi gì cho mình, cho xã hội, có đúng không mấy con? Cho nên ở đây phải nghe lời thầy, mấy con không gặp thầy thôi, gặp thầy, thầy là như một ông cha của mấy con, đem lại nền đạo đức cho mấy con sống để làm gì? Để mấy con được hạnh phúc, an vui, được bình an, được yên ổn. Điều đó là điều lợi ích cho các con vô cùng. Thầy thương xót các con. Chứ khi mà tu xong thầy ra đi ngày giờ này, các con có biết đại thừa sai không? Nếu thầy không nói, ngày giờ này mấy con biết đạo đức nhân bản nhân quả không? Các con chưa biết. Ngày giờ này làm sao mấy con biết đạo đức không làm khổ mình khổ người chưa? Nếu không có thầy, các con có thấy kinh sách nào nói những danh từ này chưa? Chưa. Như vậy hôm nay thầy đã dựng lại những gì của đạo Phật đã bị người ta dìm mất, mà mấy con chưa từng nghe những danh từ này. Nhưng trong kinh Duyên Thủy Đức Phật có nói, chứ không phải không nói. Thầy dựng lại, dựng lại nền đạo đức của Phật giáo, làm sống lại chương trình giáo dục đào tạo đạo đức của Phật giáo 8 lớp 3 cấp của sự tu tập. Thầy ước ao rằng ngày mai nơi đất Hải Phòng sẽ có một trường lớp dạy đạo đức, đi từ lớp chánh kiến cho đến lớp chánh định, đúng như chương trình giáo dục đào tạo đạo đức của Phật giáo. Thầy ước ao lắm. Nhưng sự ước ao đó để làm gì mấy con biết không? Sự ước ao đó muốn thành đồ được làm gì? Sự ước ao đó là để đem lại hạnh phúc cho quê hương này, cho đất Hải Phòng. Sự ước ao đó các con phải làm gì? Các con phải đoàn kết thương yêu nhau thầy mới về đây. Mà nếu mà các con không đoàn kết thương yêu nhau thì thầy không về. Vì có thương yêu nhau, có đoàn kết nhau thì thầy mới thấy các con của thầy mới xứng đáng, các con của thầy thì mới về. Trong gia đình có mấy đứa con mà nó đánh lộn, nó rầy rà, thử hỏi ông cha có còn cách nào nữa? Mà khi ông cha nói nó không nghe thì ông cha có còn đến dám đến cái nhà nó nữa không mấy con? Chắc là không. Thì từ đó mấy con sẽ đau khổ biết như dường nào. Có một ông cha rất thương con, mà các con không nghe lời dạy thì ông cha phải bỏ đi chứ sao? Ông cha phải đi, già đi mãi, và không bao giờ mấy con sẽ gặp lại người thân đó. Nhưng mấy con đoàn kết biết thương nhau thì dù như thế nào ông cha sẽ xem mấy con như là một đứa con mới chập chững bước đi trên nền đạo đức,
nghĩa là mấy con buông tay ra là mấy con té, mấy con không vững. Nhưng phải nắm tay mấy con để dẫn dắt mấy con từng bước đi, để cho chân tay mấy con cứng cáp, bước vững vàng trên nền đạo đức thì ông cha mới ra đi. Còn bây giờ các con như đứa trẻ bước đi té tới té lui chưa vững vàng, ông cha nỡ lòng nào đi. Nhưng các con lại không đoàn kết, lại không thương nhau thì ông cha sẽ không bao giờ không bao giờ trở lại đây và đi luôn diễn diện, không bao giờ trở về. Và từng đó các con sẽ đau khổ vô cùng. Đã mất cha, đã không sống đạo đức thì còn nỗi đau khổ nào hơn phải không các con? Hôm nay thầy nói để cho các con biết rằng quê hương này, đất Hải Phòng có đầy đủ duyên, cho nên mấy con mới được duyên mà đọc được lời dạy của thầy, mới đọc được tính cách của thầy. Đó là một cái duyên tốt. Cho nên hôm nay thầy có mặt về là thầy mong rằng các con phải thương nhau, phải đoàn kết nhau, phải nắm chặt bàn tay nhau để cố gắng xây dựng ở đây có một trường lớp để dạy đạo đức theo chương trình giáo dục đào tạo đạo đức của Phật giáo, tám lớp học, ba cấp giới định tuệ rõ ràng cụ thể. Người mà dựng lại cái chương trình giáo dục đào tạo này của đạo Phật là thầy. Thầy đứng ra thầy giảng dạy cho mấy con, từ cái không hiểu thầy dạy cho mấy con hiểu, hiểu như thật. Để làm gì? Để mấy con không còn đau khổ. Để làm gì? Để mấy con sống có đạo đức, không làm khổ mình, hạnh phúc vô cùng. Chúng ta có chương trình giáo dục đào tạo mà đấng cha lành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã để lại chương trình giáo dục. Hôm nay chúng ta là những đứa con thừa hưởng được gia tài của một bậc vĩ nhân, của một ân nhân rất lớn của loài người trên hành tinh, không riêng đất nước Việt Nam chúng ta mà tạo thế giới. Chỉ còn dựng lại khai triển cái chương trình giáo dục đào tạo này thì con người trên hành tinh này sẽ có nền đạo đức nhân bản như vậy, sống không lòng của mình. Các con có nghe lời thầy nói không? Các con hãy cố gắng đoàn kết với nhau, hãy nắm chặt bàn tay nhau xây dựng cho từng quỹ hương này, nơi đất Hải Phòng này có một lớp học, một lớp học đạo đức mới. Thầy mong rằng thầy sẽ soạn thảo giáo trình để dạy bảo đạo đức cho các con ở quê hương này. Ngày mai quê hương Hải Phòng này toàn là những người ở đây đều sống có đạo đức, thì các con ra đường người nào cũng sống đạo đức như vậy thì hạnh phúc không mấy con? Miếng đất này sẽ thành thiên đàng cực lạc rồi. Nếu không có thầy sẽ còn đau khổ nhiều. Đến đây thầy chấm dứt. Mấy con có câu hỏi gì trên sự tu tập của mấy con? Thầy thấy ở đây có cụ Hoàng, phải không? Hôm nay tôi ra sao đây con? Mà ngồi con lập thân vậy. Con thì hay cười, mà nghe nãy giờ trầm ngâm lắm, có phải không? Rồi bây giờ mấy con có hỏi gì thầy không?